Cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas đã leo thang khi Hamas tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào bên trong Israel trong nhiều thập kỷ qua. Vào ngày 7 tháng 10, Israel đáp lại cuộc tấn công này bằng các cuộc không kích mạnh mẽ tại dải Gaza. Một trong những cuộc không kích này đã diễn ra tại khu vực đông dân cư của Gaza, trong khi nhà báo Gamna Ensay của kênh Al Jazeera đang trực tiếp truyền hình để đưa tin về tình hình thăng trầm. Cô Ensay đang trực tiếp tường thuật về ngày đầu tiên của cuộc xung đột khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra phía sau lưng cô. Cô quay lại và thấy khói bốc lên từ nơi được cho là một tòa nhà dân cư đã bị tên lửa phá hủy. Trong bối cảnh đáng lo ngại, người dẫn chương trình đã khuyên cô Ensay nên ẩn nấp để đảm bảo an toàn. Cuộc tấn công này là một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tòa nhà của người Palestine tại Tipi Gaza và tình hình rất căng thẳng. Dải Gaza đã trở thành một trong những nơi có mật độ dân cư lớn nhất trên thế giới, với khoảng 2 triệu người sống trong diện tích 362 km2. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào Israel về nước, điện, viễn thông và các tiện ích khác, và hoạt động nhập khẩu cũng do Israel kiểm soát nghiêm ngặt. Trong phản ứng lại cuộc tấn công của Hamas, Bộ trưởng Năng lượng Israel, Israel Katz, hôm 7 tháng 10 đã ra lệnh cắt nguồn điện đối với dải Gaza. Ông Katz lý giải quyết định của mình, tôi đã ký lệnh chỉ đạo công ty điện lực Israel ngừng cung cấp điện cho Gaza.